Mình chào các bạn nha, rất vui gặp lại mọi người trên kênh YouTube của mình nha. Bữa nay thì mình sẽ ra cửa biển để mà quay một số anh em ghe tàu xà lan qua đây cho mọi người cùng xem nha. Hiện tại thì có một chiếc cao tốc các bạn đang xuất phát đi ra biển này. Đây là thuộc khu vực Kiên Lương, Kiên Giang nha các bạn. Đây là chiếc cao tốc đi Hòn các bạn ơi. Thường thì những chiếc cao tốc ở đây sẽ đi Hòn Nghệ, Ba Hòn Đầm hoặc là Hòn Heo nha. Tình hình là hôm nay thì trời khá là xấu nha các bạn. Trên biển thì xuất hiện những cái cơn sóng phải nói là cũng lớn hơn bình thường rồi các bạn ơi. Bên này có một chiếc tàu nhỏ nhỏ đang chạy né sóng bên cao tốc đây các bạn. Bữa nay thì thời tiết khá là âm u nha. Anh cao tốc này anh đang tăng tốc để mà đưa hành khách đi qua bên đảo du lịch nha các bạn. Wow, do là thời tiết nó cũng khá là âm u các bạn, cho nên là hình ảnh nó không có được đẹp cho mấy, mong mọi người xem thông cảm cho mình nha. Trời ơi, wow, trời ơi, chiếc cao tốc này đang đi với vận tốc tôi mà cũng khá cao nha các bạn. Xa xa trên kia thì mình thấy là xuất hiện rất là nhiều những cái gâu bạc các bạn, tượng trưng cho những cái cơn sóng lớn nha. Đây thì càng ra xa thì sóng nó càng lớn nha các bạn. Trời ơi, ok, chiếc cao tốc bây giờ là anh đang nhảy sóng nha các bạn. Hai cái hàng gâu anh xè ra như con bông bướm như nè, nó rơi vào đâu đó cũng khoảng cả chục mét đó các bạn. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, khá là căng thẳng nha. Bây giờ là mình không biết là anh cao tốc này sẽ tiếp tục đi đường thẳng hay là đi đường vòng để mà núp hòn đây các bạn. Tại vì khi mà qua bên đảo thì sẽ có hai con đường, một là con đường đi thẳng sẽ rất là gần nha, còn con đường đi đường vòng bên trong thì nó hơi xa các bạn, nhưng mà nó có thể là núp được dưới đảo nha các bạn, không có ít bị nhảy sóng nha. Thường thì những cái ngày biển động mà phải nói là kinh khủng thì những chiếc tàu sẽ đi phía bên sau hòn để mà núp gió các bạn, hạn chế những cơn sóng lớn nha. Ra tới đây phải nói là nhìn cũng muốn hết thấy anh cao tốc rồi các bạn ơi, khá là mờ rồi. Bây giờ thì mình sẽ cố gắng theo anh cao tốc này quay để cập nhật tình hình cho mọi người cùng xem ha. Trời ơi, khá là nguy hiểm nha các bạn. Xa trên này thì sóng khá cao rồi. Không biết là trên màn ảnh nhỏ mọi người xem có rõ hay không, nhưng thật sự là mình nhìn cũng muốn hết thấy trên cao tốc rồi các bạn ơi. Ra ngoài này thì phải nói là ảnh nhảy sóng mà sóng nó cũng cao hơn chiếc tàu luôn nè. Ôi dồi kìa, con xe kìa. Ôi dồi. Thường thì mình sẽ quay thấy những cái hòn bên kia các bạn, nhưng mà hôm nay thì sẽ thấy khá là mờ nha. Ảnh đang quẹo vô phía bên trong rồi. Nếu mà đi ra góc hòn bên kia thì sẽ đi thẳng nha các bạn. Bây giờ sẽ quẹo vô trong nha. Quá mờ rồi mọi người ơi. Bữa nay thời tiết nó cũng xấu các bạn. Trời ơi, chiếc tàu ra khói đen luôn kìa. Trời ơi, sao nguy hiểm quá vậy. Trời ơi, wow, mình chỉ thấy những cái lằn nước búng lên thôi các bạn. Ảnh đi vô phía bên trong để mà núp rồi các bạn ơi. Đi qua bên kia thì sẽ có một cái hòn khá lớn để mà đi vòng lên hòn bên kia nha các bạn. Bên kia hình như là Ba Hòn Đầm các bạn ơi, đi vòng qua Ba Hòn Đầm lại các bạn. Còn cái đảo mà lớn lớn chứ màn ảnh nhỏ của mình cũng không biết là đảo gì nữa. Ôi dồi ôi kìa, mình chỉ thấy là nước nó búng lên thôi. Quá, máy mình zoom cũng hết muốn tới rồi các bạn. Ra khói luôn kìa, ôi dồi. Phải nói là những giây phút căng thẳng nha.
Còn một khoảng cách nữa thôi thì chiếc tàu này sẽ khá là an toàn nha các bạn. Tại khi mà qua bên kia rồi thì sẽ núp được gió và sóng nha. Hết thấy luôn rồi. Giờ mình sẽ quay được nhiều, mình sẽ cập nhật cho mọi người xem ha. Trời ơi, khá là xa rồi. Sắp ổn rồi. Khá là vất vả khi mà đi với những cơn sóng như thế này nha. Đây, trở lại với những chiếc tàu các bạn ơi. Chiếc cao tốc nãy thì sẽ qua bên kia để mà núp hồn nha. Anh tàu biển này thì anh đang đi vô phía bên trong các bạn. Phải nói là hôm nay là gió mà cái miếng bạc mà anh này anh che phía trên chỗ cabin là bay tơi tả luôn rồi các bạn. Ngoài kia thì đang chuyển mưa nữa. Một chiếc tàu khá là lớn ra khơi nha.